rượu Samurai. Lão gia, phu nhân, có thư từ Edo gửi đến à? Chắc là thư của chú Saito gửi về đây mà. Đã lâu không về thăm nhà, hẳn là chú ấy nhớ nhà lắm. Gửi ngài Shinsuke, tôi là Chico, sư phụ của Saito, em trai của ngài tại võ đường Kendo. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải viết thư này thông báo với ngài. Saito đã không may qua đời. Saito! Saito! Em trai của ta! Sao lại như vậy? Ngài Shinsuke, xin ngài hãy nén đau buồn. Ngài Saito ra đi quá đột ngột. Chuyện này là sao thưa sư phụ? Tại sao em trai tôi lại bị sát hại? Là kẻ nào đã giết nó? Chuyện này ta thật lòng không rõ. Khi ta nhận được tin báo và tới quán rượu nơi xảy ra xô xát thì Saito đã qua đời, còn tên hung thủ cũng đã chạy mất. Ta đã hỏi tất cả những người có mặt ở đó thì được biết tên hung thủ đột nhiên xông vào quán rượu và dùng kiếm chém Saito. Trong khi Saito hoàn toàn bị động và không mang theo vũ khí, ngay sau đó tên hung thủ đã tẩu thoát. Sao lại như vậy? Sao hắn lại nhầm vào Saito chứ? Chẳng lẽ Saito đã đắc tội gì với hắn sao? Điều này thì ta không biết. Ta cũng không có thông tin gì thêm về hung thủ. Chỉ biết trước khi rời đi, hắn đã đánh rơi một vật này. Sư phụ, người có manh mối gì từ chiếc phi tiêu này không? Ta chưa từng thấy nó, nhưng một samurai bình thường sẽ không mang phi tiêu bên mình. Hung thủ rất có thể là một sát thủ chuyên nghiệp. Phi tiêu này chính là một loại ám khí của hắn. Sát thủ sao? Đây chỉ là phỏng đoán của ta. Đây là thứ duy nhất để tìm ra manh mối về kẻ đã giết hại Saito. Saito, em trai của anh, em chết thật oan ức. Anh nhất định sẽ tìm được kẻ đó, giết chết hắn để báo thù cho em. Việc báo thù xin hãy để sau. Trước hết chúng ta cần an táng cho Saito đã. Gió đường đã chuẩn bị sẵn xe ngựa để đưa linh cữu Saito về quê nhà. Không cần đâu. Dòng họ Amano chúng tôi xưa nay có truyền thống chết ở đâu sẽ chôn cất tại đó. Sư phụ hãy giúp tôi chọn một nơi đất tốt làm nơi an nghỉ cho em trai tôi. Saito sẽ không thể nhắm mắt được nếu như chưa trả được thù. Ngài định làm thế nào? Tôi sẽ phải tìm ra kẻ đã giết chết em trai mình bằng mọi cách. Tôi sẽ lấy đầu hắn để tế bái linh hồn Saito. Ngài dùng gì ạ? Chỗ chúng tôi có rượu Amazake rất ngon ạ. Vậy thì hãy mang cho ta một bình. Nhân tiện, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi biết Saito Amano chứ? Sao ngài lại hỏi về? Chỉ cần trả lời ta ngươi có biết hay là không. Dạ, tôi biết ạ. Trước đây ngài ấy là khách quen ở chỗ chúng tôi. Nhưng nó đã bị một người khác hại chết phải không? Sao ngài biết? Rốt cuộc ngài là ai? Ta chính là anh trai của Saito. Ta đến để tìm hiểu và báo thù cho em trai ta. Ngươi chỉ cần nói với ta những gì ngươi biết là được. Vâng. Ngài Saito là một người tốt. Tôi rất quý ngài ấy. Tôi xin nói hết những gì mình biết ạ. Chuyện là như vậy. Lúc đó mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tôi thậm chí không nhớ rõ mặt của hung thủ. Chỉ biết rằng hắn trạc tuổi với ngài Saito. Võ công của hắn rất cao cường và dùng kiếm rất điêu luyện. Vậy em trai ta hôm đó có gì bất thường không? Dạ thưa, ngày hôm đó ngài Saito rất vui vẻ. Bình thường ngài ấy đến cùng với các đồng môn, nhưng hôm đó ngài ấy đi một mình và còn nói là đang đợi bạn ạ. Đợi bạn sao? Là ai? Điều này thì chỉ có ngài Saito mới biết. À mà phải rồi, hung thủ trong lúc rời đi đã đánh rơi một chiếc phi tiêu. Tôi đã nhặt lại chiếc phi tiêu đó và đưa nó cho sư phụ Chico rồi. Ta biết, ta đang giữ nó
nhưng cũng chưa có thêm manh mối gì từ nó cả. Thành Edo lại rộng lớn và đông đúc nhường này, đến bao giờ ta mới lần ra được thông tin đây? Thông thường, những samurai và những người biết võ hay lui tới các quán rượu. Như quán của chúng tôi ngày nào cũng tiếp những vị khách như vậy. Ngài có thể tới các quán rượu khác trong thành để hỏi xem sao. Sáu tháng sau. Trông nó lạ quá. Tôi chưa nhìn thấy chiếc phi tiêu giống như thế này bao giờ. Chúng tôi chưa từng biết đến nó. Nửa năm nay, ngày nào ngài cũng đến các quán rượu khắp thành và những nơi khác để hỏi thăm, nhưng mãi mãi không có một chút thông tin nào. Có vẻ tung tích của hắn ta khá bí ẩn. Mới đó mà đã nửa năm rồi. Tôi ở đây nửa năm, đã tiêu gần hết số tiền mang theo. Vậy mà tôi vẫn chẳng thể tìm được hung thủ trả thù. Ngài có ý định dừng lại rồi sao? Không, tôi không thể bỏ cuộc. Tôi nhất định phải báo thù. Thật lòng mà nói, sau nửa năm, tôi thấy chuyện tìm được hung thủ giờ đây như mò kim đáy bể vậy. Thiên hạ rộng lớn, hung thủ có khi đã không còn ở thành Edo này nữa. Ý của sư phụ là, tôi nghĩ ngài nên dừng lại. Việc tìm kiếm như thế này sẽ không có kết quả gì đâu. Nếu thật sự có người biết hung thủ là ai thì ắt hẳn phải có quan hệ với hung thủ. Như thế thì họ cũng sẽ không nói cho ngài biết ai là kẻ đã giết Saito đâu. Hơn nữa, ngài cũng cần tiền để duy trì cuộc sống ở nơi này. Nay số tiền mang theo đã cạn, ngài định sẽ làm thế nào đây? Tôi sẽ bảo người nhà gửi tiền tới. Vậy nếu như một năm, hai năm nữa cũng không tìm được hung thủ thì sao? Vậy thì tôi sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm. Dù 10 năm, 20 năm, tôi cũng sẽ tìm. Nhất định sẽ có ngày tôi tìm ra hung thủ, giết chết hắn báo thù cho em trai. Nếu như vậy thì tôi lo gia đình ngài sẽ phá sản mất. Nếu còn muốn tìm kẻ giết Saito ở thành Edo này, ngài phải tính kế lâu dài mới được. Saito ơi, anh chưa thể trả thù cho em. Là anh có lỗi. Anh phải làm sao để có thể ở đây và tìm cách báo thù bây giờ? Nửa năm qua, anh đã đi hết tất cả quán rượu. Nhưng mà... Phải rồi, tại sao ta không mở một quán rượu? Ta có thể nghe ngóng thông tin từ những người tới quán, và cũng có thể kiếm tiền từ đó. Như vậy thì cả gia đình sẽ không phải lo lắng nữa. Ba năm sau. Ông chủ, cho tôi thêm một bình rượu nữa. Có ngay. Có chuyện gì làm chàng vui vẻ như vậy? Ban đầu ta quyết định mở quán rượu này vốn là để tìm kẻ đã giết hại Saito. Nhưng ba năm rồi vẫn chẳng nghe ngóng được chút thông tin nào. Ngày ngày bận rộn ở quán rượu, đôi lúc ta đã quên đi không còn nghĩ tới chuyện báo thù nữa. Nàng nói đúng, ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Ôm theo thù hận làm ta không thể sống vui vẻ được, mà Saito cũng không thể sống lại. Từ nay ta sẽ không mang theo chiếc phi tiêu này nữa. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về quán rượu Amanoya
tại Tokyo, Nhật Bản. Trong suốt 175 năm kể từ ngày được thành lập, Amanoya nổi tiếng là cửa hàng chuyên về Amazake, một loại sake ngọt không cồn được trẻ em và người lớn ưa chuộng, với nhiều công dụng như tốt cho hệ tiêu hóa, ngủ ngon, giảm cân, làm đẹp da, giúp mọc tóc nhanh. Ngoài ra, cửa hàng còn phục vụ nhiều món ăn truyền thống khác như Shibasaki Natto, súp miso Edo, súp miso Hisakata. Tuy nhiên, lý do Shinsuke mở Amanoya không phải vì muốn mang loại rượu tốt cho sức khỏe này đến với mọi người, mà vì ông muốn tự tay giết tên hung thủ đã ám sát em trai mình. Tuy nhiên, đến cuối đời, ông vẫn không thể tìm ra hung thủ báo thù cho em trai. Nhưng quán Amanoya lại làm ăn phát đạt, trở thành một tiệm rượu nổi tiếng. Ngày nay, quán rượu là một trong những quán rượu cổ nổi tiếng nhất tại Tokyo, thu hút hàng triệu thực khách mỗi năm. Năm 2009, tầng hầm sản xuất rượu Amazake nằm sâu dưới lòng đất 6 mét, được gọi là Muro của Amanoya, đã được công nhận là tài sản văn hóa hữu hình thuộc quận Chiyoda, Tokyo. Đây cũng là hầm rượu Muro duy nhất còn tồn tại ở Nhật Bản.